Quý vị thân mến, cũng có rất là nhiều các bác tò mò hỏi xem là cái cây gừng núi nhìn ở bên ngoài như thế nào ấy. Thường là em Ngọc cũng có là giới thiệu là cái cây gừng núi để về làm gia vị của lạp sườn đấy. Thì hôm nay em Ngọc cũng có giới thiệu và chia sẻ thực tế cái cây gừng núi như thế nào nha quý vị nhá. Đây là cái hình thù của cái cây gừng núi. Cây này, cái lá nó sẽ là to hơn cái cây gừng nhà. Nhưng mà cái thân đấy thì là nó sẽ cứng cáp hơn mà, nó cao hơn. Ở đây là cái cây này thì gia đình nhà em Ngọc đi kiếm cái quả chanh rừng ở trên núi ấy, cho nên là bắt gặp được vài gốc. Mình cũng có mang về như thế này để mình trồng vào cái thau chậu hoặc là những cái bao ấy để mình sử dụng dần. Cái này bình thường rồi em nhổ đây này. Cái cây gừng núi này nó chỉ có củ như này thôi, hai nhánh này được đúng cái củ như này. Củ gừng núi nó sẽ đỏ đỏ như này nha quý vị nhá. Cái củ gừng núi nó sẽ như thế. Nó khác hoàn toàn với cả cái củ gừng nhà nha quý vị nhá. Nó không có cái cây gừng nhà này mình còn có nhánh, những cái cây gừng núi này mỗi một nhánh này chỉ được có một củ như này thôi. Đây hai nhánh được hai củ đây. Đấy, cho nên là cái gừng núi này nó để mà lấy được cái rất hạn chế, cho nên là mình sử dụng nó thơm từ cây này và từ củ này. Cái lá này thơm lắm. Lá rất là thơm luôn nha quý vị nhá. Ở bên này cũng có này. Đây, đấy. Ở bên này cũng có nha quý vị nhá. Đây là cũng cây gừng núi nhá. Đây em nhổ lên này. Nó chỉ được như này nó không có củ luôn ấy. Đấy, cái như thế này thôi. Đấy, một nhánh như này thôi. Cái màu nó sẽ khác hơn gừng nhà nha quý vị nhá. Cái củ nó sẽ không nhiều nhánh và cái củ nó sẽ nhỏ. Nhỏ nó cứng mà thơm phức luôn, nức mũi luôn. Nó mà nhổ lên cái là nó thơm. Kể cả nhìn từ xa cũng đã thơm rồi. Ngoài hai gốc này ra, gia đình em Ngọc còn trồng khá là nhiều gốc nữa nha quý vị nhá. Rất là nhiều luôn. Và đặc biệt hơn nữa là mình lấy số lượng nhiều ấy, mình sẽ lên rừng lên núi để kiếm. Cái này kiếm cái đất cái cây gừng núi này lấy về phải lấy đất núi về mới trồng được nhá, chứ còn bình thường đất nhà mình trồng nó không lên đâu. Có nghĩa là mình phải, nếu mà trồng ở nhà mình phải lấy cái đất ở trên núi về mình trồng, cho vào những cái sọt như này mình trồng quý vị nhá. Đây là những cái khâu và những cái gia vị để làm nên cái đặc sản lạp sườn của Lạng Sơn nha quý vị nhá. Ở đây thì ông Ngọc cũng có là giới thiệu lên cho quý vị biết một vài những cái gia vị truyền thống chính ở đây là tạo nên cái hương vị đặc biệt, làm nên cái hương vị của đặc sản lạp sườn Lạng Sơn. Đó là một cái gia vị như em Ngọc cũng vừa chia sẻ là cái cây gừng núi ạ. Cây gừng núi, đây là cái cây gừng núi tươi, cả cây, cả lá và cả củ nó mới thơm ạ. Phải lấy tất cả như thế nó mới thơm nha quý vị nhá. Lấy vào như thế rất là thơm. Đây là cái củ tươi này, lá tươi và cái thân cây tươi. Thì mình cũng vừa lấy mà vừa lấy cái đồ ngâm ạ. Đây là cái cây gừng núi. Cây gừng núi này và lá và củ lấy tất cả như thế nó mới thơm ạ. Lấy về ngâm với rượu, cái chỗ này ngâm phải được 2-3 tháng trở lên nó mới thơm như thế này nhá quý vị nhá. Tí nữa sẽ lấy vừa cái đồ ngâm này vừa lấy rượu này. Đấy, lấy rượu về cũng ướp gia vị này. Và cũng có là lấy cái đồ tươi này nữa. Với cả cái gừng nhà nữa. Đấy, còn ở bên trong thì là lấy thêm vào ít mật ong rừng. Đây là mật ong rừng nhá quý vị nhá. Đấy, chuẩn mật ong rừng, mật ong hang đá đấy. Còn ở trong này thì cái thịt này mỗi mẻ gia đình nhà em Ngọc là mỗi một ngày làm rơi khoảng tầm 50 cân, trên dưới 50 cân thịt nhá. Ở đây là chuẩn thịt lợn bản, chuẩn thịt lợn bản trên bà con nhá. Đây thịt lợn tươi rói luôn nhá, chứ không phải lợn đông lạnh đâu ạ, nên quý vị yên tâm. Còn cái nhồi vào ấy thì thường ấy thì người ta làm công nghiệp ấy, người ta sẽ nhồi bằng cái lòng nhân tạo ấy, nhưng mà gia đình nhà em Ngọc là nhồi bằng cái này là cái lòng lợn nhá. Cái lòng lợn này là ken sạch đi rồi. Lòng lợn này là đã ken ra rồi nhá. Đã, có nghĩa là mình cạo những cái ở bên trong, mình chỉ để cái màng mỏng ở bên ngoài, cái này là để cho nó dai, nhưng mình cạo hết đi mỏng, còn mỏng như này này để cho nó dai. Tí nữa mình nhồi vào những cái công đoạn nhồi, tí nữa em Ngọc sẽ là chia sẻ cho các quý vị biết. Cái lòng này nhá, bình thường là ken nó sạch cái bên trong đi, xong là sẽ rửa qua rượu nhá. Cái này phải rửa qua rượu khử trùng hết. Thì phải rửa qua rượu nó mới trắng như này nhá quý vị nhá. Đấy. Nếu nó mới đảm bảo được. Chỉ cần bẩn một chút là cái lạp sườn không ăn được luôn ý. Là nó có mùi ngay. Vâng, có mùi ngay. Nên là phải thật sạch. Đấy, còn cái gừng nhà thì là mình phải vắt lấy cái nước như này này quý vị này. Đấy, vắt lấy nước như này. Cái này là em Ngọc hôm nay cũng chia sẻ lên cho tất cả mọi người biết những cái công đoạn làm nên cái món đặc sản lạp sườn của Lạng Sơn như nào, để quý vị biết những cái cách làm cũng như là những cái công đoạn làm và cái thực phẩm gia đình em Ngọc chọn phải chọn cái con lợn nó ngon, lợn sạch, tươi, chứ không phải là lợn đông lạnh. Nên quý vị cứ yên tâm về cái vấn đề chất lượng, kết hợp cả đồ ngâm và cả đồ tươi vào nó mới thơm. Còn vài cái gia vị thì là muối rồi, thì là một số gia vị truyền thống khác là đã trộn sẵn rồi nha quý vị nhé. Còn em Ngọc cũng có một chút việc bận nên không kịp chia sẻ lại những cái gia vị kia. Đấy, sau khi như này mình sẽ ướp ướp vào xong là tí nữa công đoạn nhồi đấy, Ngọc sẽ chia sẻ một đoạn cái công đoạn nhồi cho quý vị xem. Đây là vừa cho muối xuống nữa nha quý vị nha, cái trắng trắng kia là muối ạ, đây là thêm mật ong ạ. Cái này cho vừa phải, nó không quá ngọt nha quý vị nhé. Xong rồi để ướp khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì nó mình sẽ nhồi nhá, nhồi cách nhồi thế nào tí nữa em Ngọc sẽ bao giờ nhồi em Ngọc sẽ chia sẻ nha quý vị nhé. Sau khi ngâm, nó ngấm gia vị khoảng 2 đến 3 tiếng nhé quý vị nhé, 2 đến 3 giờ đồng hồ. Bắt đầu là mới cho vào một cái máy xoay tự động như này, một cái máy này máy xoay chạy bằng cơm. Cái lòng ấy thì là cho vào cái ống kia nha quý vị nhá. Đấy, cho vào cái ống đấy. Cái thịt thì sẽ cho vào cái một cái máy như này, cái máy này là máy nén nha quý vị nhá, nén mình xoay nén xuống. Cái này là nén hoàn toàn thủ công 100% nhá. Đấy, cho vào cái một cái bình đấy, bình đấy là bình trước là bình 7 lít hay 5 lít nhỉ? 5 lít hay 7 lít? 5 lít nhỉ? Vâng. Đấy, cái này toàn bằng inox hết. Đấy. Đấy, nhồi ra nó sẽ ra như vậy nhá quý vị nhé. Nó ra như này tí nữa mình còn buộc vào, buộc thành khúc vào. Cái khúc ngắn hay dài do mình chỉnh thôi nhá quý vị nhá. Thích ngắn thì mình buộc khúc ngắn, mà thích dài buộc khúc dài. Xong đó là treo lên hóng gió. Hôm trước hôm sau thì mình bắt đầu mới cho vào lò để mình sấy. Hóng gió ít nhất cũng khoảng tầm 2 ngày ấy. Khoảng 2 ngày hóng gió, 1 đến 2 ngày. Xong rồi đấy vào, sấy. Đấy, nhồi cái cách này rất là hiệu quả mà giải pháp nó an toàn. Có một cái loại nhồi bằng điện nữa, nhưng mà đồ bằng điện này nó nhanh hơn nhá, nhanh hơn mình không điều chỉnh kìa, mà nó còn không nhịp nhàng ấy, nó sẽ bị vỡ cái lòng các quý vị nhá. Đấy. Vừa nát mà vừa vỡ cái lòng này này, tại vì là cái áp suất nó đẩy mạnh quá, nhanh quá thì mình không chỉnh không kịp nữa, sẽ bị xảy ra cái tình trạng là vỡ lòng ra. Còn mình xoay bằng thủ công này thì là nó sẽ tiện hơn, và nó đảm bảo an toàn hơn. Sau khi xong như thế mình lại nhồi một khúc lòng khác vào nhé. Tất cả bằng lòng lợn hết nhé quý vị nhé. Nếu mà người ta làm công nghiệp ấy, người ta sẽ làm bằng cái lòng màng nhân tạo ấy. Lòng lợn chính cống đấy. À, chuẩn lòng lợn luôn. Sau khi cái công đoạn là đùn xong nhé quý vị nhé. Đùn xong ấy thì mình sẽ buộc vào từng khúc như ở bên này. Đấy, còn cái khúc ngắn nó cũng dài ấy, do mình cũng có ước lượng thôi. Ước lượng làm sao để cho nó phù hợp thôi. Để cho nó vừa phải vào cái túi ấy quý vị ạ. Mình còn cho vào cái túi hút chân không nữa ấy, cho nên là dài quá thì cũng không cho vào được, mà ngắn quá ấy, thì nó cũng không được đẹp, mà nó cũng vừa tốn cái dây này ấy. Cho nên mình cũng buộc một cái khúc vừa phải như này. Đấy. Đây là những cái công đoạn mà để làm nhồi ra cái đoạn là lạp sườn như thế nào. Thì mình xong là lấy về mình hong gió. Những cái mùa khô này ấy, thì gió nó khô hanh ấy, cho nên là mình hong từ giờ đến mai ấy, mình bớt cho vào lò để mình đun được nhá quý vị nhá. Thường là làm hôm trước hôm sau là cho vào lò. Cái này là bắt buộc phải chờ hong gió nó mới ngon nhá quý vị nhá. Nhưng mà treo lên luôn ấy thì sẽ là nó ướt đấy, nó chưa khô được lắm ấy. Đấy, sẽ mình buộc vào những cái khúc như này. Bây giờ đã là ngày hôm sau rồi nha quý vị nhá. Bây giờ đang chuẩn bị là mang vào lò. Vừa nãy cũng có mang vào lò được một nửa rồi. Bây giờ còn nửa còn lại. Cái chỗ này là hong quạt nhá, hong quay quạt trần ấy kìa. Từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay là tổng là khoảng tầm 24 tiếng rồi. Hong nó ráo như này rồi. Xong bữa đầu mới cho vào lò nhá quý vị nhá. Đấy, bây giờ chuẩn bị cho vào lò để tí nó sẽ là đun than. Đun than xong bắt đầu là sẽ lấy cái cây mía để mình hun cái khói mía lên. Màu khói mía thứ nhất là nó đẹp, đảm bảo vệ sinh. Thứ hai nữa là màu nó đẹp. Xong bắt đầu mới cho vào lò như này nhá quý vị nhá. Đấy, cho vào lò đây. Cho vào này khoảng độ tầm chắc là phải tầm 3 tầng đấy nhỉ. Vâng. Đấy, sau khi lấy vào treo như này, sau tí nữa sẽ là đốt củi, đốt than củi nhá quý vị nhá. Đây là than bằng than hoa. Đấy, ở trên kia là một tầng, ở phía bên dưới này là một tầng nữa nhá quý vị nhá. Chắc phải tầm 3 tầng đấy. Mỗi một lò này 3 tầng đấy. giáp Tết hơn nữa thì cái công suất cũng phải là khoảng tầm 2 đến 3 lò thì mới đủ nhá. Do là gần Tết cũng có rất là nhiều các bác có nhu cầu sử dụng là một, hai nữa là làm hai loại sản phẩm, đó là làm thêm là cả 3 chỉ nữa. Là số lượng 3 chỉ cũng khá là nhiều ấy, cho nên là mình cũng phải tăng thêm công suất lò lên thì mới cái kịp được đáp ứng để cho các bác sử dụng. Cái lạp sườn này vào mùa đông này, với cả nhất là cái những dịp gần Tết này ấy, thì có rất là nhiều các cô bác cũng muốn sử dụng cái sản phẩm của gia đình nhà ông Ngọc. Đấy, quý vị nhìn màu rất là đẹp luôn. Cái này tí nữa mình sẽ đun và khi nhiệt độ lên đấy, nó còn màu nó còn đẹp hơn nữa. Với cả bao giờ mình hun cái cây mía ấy, hun cái cây mía vào ấy thì màu bên ngoài nó còn đẹp hơn, và bên trong nó rất là thơm, thơm với mùi khói mía. Bây giờ đang là đêm nha quý vị nhá, buổi tối đêm rồi. Đấy, hai vợ chồng em Ngọc cũng đã kiểm tra lại cái lò nhá. Đấy, khói ngôn ngút nhỉ, tất cả bằng là khói mía hết nhá. Đó, ở kia là bằng củi vải nhá. Tất cả phía bên dưới bằng cái cây vải nhá, cây vải tươi ạ, cây vải tươi cộng vải khô. Và có cả mía nha quý vị nhá. Mía đâu? Khúc mía. Đấy, mía đấy. Hun bằng là tạo khói bằng mía hết nhá. Đấy, cái mía ở chỗ vợ em Ngọc là bỏ ra kia. Đấy, cái khung mía nha quý vị nhá. Đấy. Còn bên này cũng có mía ở bên này nhá. Lẫn lộn hai bên cả. Tất cả bằng củi vải để cho nó đảm bảo sức khỏe nhá, đỡ cái cây gỗ tạp ở trên rừng núi ấy. Đấy, khói ngôn ngút. Đấy, cái hun khói, tất cả bằng khói nhá, màu rất là đẹp rồi. Từ giờ đến tầm trưa mai là cũng ổn rồi đấy quý vị nhá. Đấy, tất cả tạo khói bằng như thế. Màu rất là đẹp luôn này. Tại vì ở đây là buổi tối thiếu sáng một chút đấy, cho nên là nhìn nó không rõ. Đấy, có thể là qua màn hình là nhìn nó không rõ lắm. Ở bên trên này nhá. Đấy, hai tầng. Bây giờ đang là đầu giờ sáng nhá. Nỗ lực quả cả đêm hôm qua là hai vợ chồng trông lò quả đêm. Thì mình sấy trong vòng khoảng cỡ tầm gần 30 tiếng đấy. Lúc từ buổi trưa hôm qua đến rạng sáng hôm nay. Thì cả một đêm hôm qua hai vợ chồng cũng có thức đêm ấy. Thi thoảng cũng dậy trông, cho nên là đã đạt những cái lúc để mình ra lò. Đấy, quý vị nhìn xem màu nó rất là đẹp này. Đấy, màu vàng nhá, màu để màu chuẩn mùi khói mía như quý vị nhá. Đây, màu rất là đẹp luôn. Này nó khô rồi nhá, để mà gửi cho các bác là đảm bảo thoải mái ạ. Còn hơi khói một chút. Đây, khi ra nó sẽ có màu như này nhá quý vị nhá. Cái này gửi đi cho các bác là thoải mái thôi nhá quý vị nhá. Cái này là xong gia đình em Ngọc còn mang về hút chân không nữa. Cho nên là quý vị cứ an tâm về cái quá trình vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu về lấy về sử dụng ăn thì có thể liên hệ với vợ em Ngọc nhé. Mùa này mùa đông ấy, ăn cơm rất là hợp ạ, rất là ngon. Và đặc biệt là các cô bác nào mà lấy về sử dụng cái dịp Tết ấy thì rất là phù hợp luôn. Đấy, món này mình để được lấy về các bác bảo quản. Nếu mà sử dụng trong một vài ngày ấy, thì ngăn mát nhé. Nếu mà các bác để lâu thì phải để trong ngăn đá thì nó mới bảo quản được lâu. Em cái với em Hờ vừa ăn cơm xong ở nhà em Hờ và em Nhung ạ. Chắc là bây giờ cũng khá muộn rồi thì là anh em mình cũng xin vào nhà. Coi như là xin chào tạm biệt các chú các bác và mấy anh em. Em Hờ em Nhung thì mình cũng xin phép về thôi nhỉ. Đúng rồi. Bây giờ cũng khá muộn rồi thì qua ăn cơm trước và ăn cơm xong bữa cơm để kết nghĩa anh em xong rồi thì mình cũng xin phép để kiểu như là chào anh em. Bây giờ cơm thì bây giờ các mấy anh em cũng vào đây lại ngồi đây à? Như đi chợ về đó. Đi chợ là. Hả? Đi chợ là. Từ sáng là sớm muộn là. Sớm muộn là. Sớm muộn là. Từ sáng là. Giờ nè từ giờ đến đó. Sớm muộn là. Rồi giờ bé ở này cứ tí đấy, bây giờ mùng trẻ. Tí mò giả. Tí mò. Chịp nữa. Tí sao? Tí mò giả. Ủa đi. Nhớ đây đây à. Ông ạ, bây giờ thì bọn cháu cũng xin phép ấy, xin phép về. Bây giờ mà. Ủa đi xe. Chắc sai chào nhớ. Chờ chị thu về. Xe. Nhà thế tôi đến đây tôi ít không ta gì thế lắm chứ. Thế là mùng mà tôi hả? Giờ mùng mà tôi chiều bây giờ lâu đấy. Chứ giờ. Tôi là mày nhớ nay mà hả? Tư sản mà. Mùa bên đó mình thì lúc mình vào các nhà nghe ngoài cơm xong thì lúc về thì mình phải có một lời để chào ấy, chào kiểu như là mình thôi xin phép về đấy. Chào đi. là thôi biết gì mà nếu mà nhớ là tua dạy ti tả lại mà chơi chơi hôm nay thì cũng có hai em vào đã có kết nghĩa hai em rồi thì xin phép ông ấy bây giờ cháu cũng xin phép về cũng muộn rồi thế mình không ạ mà nhớ anh chỉ cho phép mà nhớ một bên nông cho phép cho cái canh một bên nông chú cha má lò cái thời rồng mùa chén này thôi ở lò ý xin đúng là cái máy mùi này xanh nha nông nghiệp này cứ đi rồi nhá giống cái này à sờ đi rồi à giống mù tre này em không muốn em hơi đi phải không à muốn giữ ở lại ngủ mới đến à cho xài chả mùa bên nông mà thôi hai đã kinh nghiệm thành công rồi thì em hơi không cho em đâu đi anh đi nhá anh Nhung ơi phút này à nó đi uống tua uống mù tre á ném vào nhau đây hả? Tao đấy. Ném vào nhau đây. Em nhiều cũng ngang cả kiểu như là bảo anh em. Xin lỗi mua bên không mà. À tính tao đú hai chị phục màu kè. Dạ đúng à. Kè màu kè không mặt thôi nhá. Anh em cũng nói chung là đã kết nghĩa anh em thật là không muốn giữ hai anh em hờ em xử nó ở lại để ngủ không muốn về thôi. Chỉ đi ấy chứ. Đi về xíu ấy. Sao không đi? Ấy ngủ ở đây á của anh đi về đây anh một mình đi thôi lại không đi, không đi về hả đùa rồi à ngủ muốn ngủ ở đây à cô là sao em nhủ với là em hơi ngủ đây á nhưng mà anh một mình đi về thôi không ngủ nhá cô anh về nhà đấy hôm nào mà xuống đây sớm một tí thì cô hai anh này chơi nhé được không? Hôm nay đã kết nghĩa thành công rồi nhưng mà rồi. Em xử ấy không muốn về nữa rồi đấy, đấy. Muốn chắc không biết là hai em này em nhiều em xử ra lúc đấy đi làm việc đi cày đi hái rau để nói chuyện như thế nào rồi bây giờ em lại muốn ngủ rồi không muốn về nữa đấy. Thế em ngủ muốn ngủ đây một đêm hay là muốn ở lại với em Nhung à? Mai lại Nhung không muốn về nữa. Thế thì em ngủ thì mai anh không về đó anh đó em rồi nhá. Tôi đã dù cho cứ tí chứ mà Hà Ly ra. Đứa lì lì á chị cho cứ tí Hà Ly ở dưới mù tre đó bên đó mà thôi. Bây giờ cứ là kiểu như hai đứa lì lì dưới mù tre. Hai em cũng em xử cũng muốn về mà. Em hờ kia bảo là không em hờ là vị mai kia bận không ra đây đón được. Em nhiều em hờ này lại không thôi đang bảo là em xử muốn ngủ thì ở lại ngủ anh và là ngủ nhà nào cũng là nhà thôi chứ là vô mù dế mù há lửa xé thì nên nhớ nên bảo nên há lửa néo hả rồi à xử ra cho xử mù chế lấy thải lửa rồi bạn lấy đầu ruột vô mù chế thì bây giờ nhưng còn cái gì cũng là lấy thải lửa bạn đâu à chỉ mù à chỉ nhưng mà sợ mai anh lại bận ấy ví dụ em hờ lại bận không vào đón được mà anh bận cũng không vào đón được thì ai đưa em về thế thì về đi thôi nhá mai đi để nếu mà mai kia em đi 1-2 tuần ấy thì nhớ lại nhớ hai em này thì anh em lại đưa vào đón kiểu như lại đưa lại vào tiếp tục lại vào thang nhá thôi nhá vì em còn đi học nữa cơ tức là em xử vẫn còn đi học thì em xử rất là muốn ngủ ở đây ạ nhưng mà mai ngày kia lại đi học thì không ai về đón đi được sợ em cái bận này em hờ cũng bận này thì hôm mình cũng sẽ đưa để nếu mà lúc nào em nhớ em Nhung em hờ này thì bảo em hờ hoặc là anh cũng sẽ đưa em vào đây nhá mình cũng đi về mình còn đi học mà nếu mà lúc nào Tết hoặc là đến hè nghỉ thì cứ sang đây mà chơi nhá đến Tết ấy, kiểu như đến hè thì được nghỉ lâu hơn một tí có thể sang đây chơi đâu hay đi mà Tết mùng đấy hả Tết mà nhớ Tết mùng Tết đến mà nhớ đây nhá hả hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nhưng mà cho đến tí là bé hôm cho mùi nhá. Đúng rồi. Đây nhớ đây nhớ mùi bé sao chả. Bé nhớ mùi bé. Đấy giờ. Bé má hả? Thế mà nhớ đây. Thế lâu rồi. Thế mà nhớ đây má. Mùi nhớ đây hả tôi ấy. Hôm nay thì cũng vào đây coi như kết nghĩa anh em là thành công rồi. Kiểu như hai em ấy cũng đang muốn giữ chân lại bảo anh em tức là em cái thì bảo em sẽ em hờ ngủ lại nhưng mà thôi chắc anh em cũng bận rất nhiều việc đã không thể ngủ lại được mà em hờ cũng sợ là không dành vào đấy đón em xử ấy nhớ đi chụp phết mùa nhá hiểu nên mà nhớ đây là cứ giờ nên nhớ giờ nên mà phải nên đó nhung nhá có lời tiếp khắp rồi ý giờ tí là giờ tổng số này giờ tổng số quá tiền mù luôn giờ thấy đâu à nên mà nên nhung xin cho chế mà nên mà nên tiêu rồi Đó, nó đuối vậy trò vậy. Nó đuối trò. Nó bán chị mua. Hai em bận ấy, kiểu như là những tối hai em làm gì thì hai em cứ về đấy, không cần chuyến hai anh nữa nhá. Nếu mỗi chiều nếu này chuyện này thật thế một đuối thế một chơi à chuyện gì á. Đấy à, uống hơi thì nếu một đấy à. Rồi nếu mỗi chiều mà nếu một đấy rồi. Hả? Cái này tao được. Đấy sao biết rồi tại cái lô này đấy lô một chế rồi. À, đấy. Tức là người Mông mình từ khi đã vào kết nghĩa tình anh em hoặc là những người thân với nhau rồi thì lúc đang về thì phải tiến đến nửa đường đến ngã ba hoặc là cái đường đi về. Đấy ạ. Hay tức là hai em Hờ và em Nhủ không muốn để nữa xa hai anh rồi nữa. Mà lúc đấy em Sử cũng muốn ngủ lại ấy. Cảm thấy là vì em Hờ này em cái cũng sợ là mai khi mình bận thì không ra đây đón được em đấy đi học nữa. Em thế lúc nào để đến hè ấy, em muốn ra đây chơi thì đến hè lúc đó thì sẽ đưa em lấy ra để chơi tầm xuân. Nếu sao biết rồi đi háo rồi mới cười. Sao biết rồi đi nếu mà nếu mà chỗ đó nhiều cú nhiều đấy tụi chết xuống đây rồi sao biết rồi đi nếu mà muốn đấy thôi. Nhớ anh chị chưa? Con gái cậu khổng tôi vậy? Hả? Để nhớ anh chị chưa? Gái cậu khổng tôi vậy? Ông gái cậu khổng. Ôi nhỉ? Đến đây em bảo là đợi em một lát à? Có ít tiền không? Ờ. Gái khổng giờ. Ôi nhỉ? Ờ. Anh em cũng không biết là đến đây em Hờ lại bảo là anh em mình đậm lắc em Hờ vì nhà chuẩn bị ít đồ. Nghĩ là chuẩn bị gì? Không biết được. Anh em nhỉ? Anh bảo là anh ra đi làm gì? Ơ tí hổng nhớ thì một ngã chứ? Ừ, chỉ bác à. Chỉ bác thế à? Ừ. Nên là nó có to rồi. Ừ. Thôi ạ. Chắc anh em mình cũng đến chỗ này rồi thì em Hờ cũng bảo là đợi lắc em Hờ đi chuẩn bị ít đồ ấy. Thì mình cũng sẽ đợi xem nào, không biết là cái chuẩn bị đồ gì ấy. Mình không biết lấy đồ gì. Ừ. Mình còn đến đây ấy. Hôm nay thì nhá. Em Sửa vào đây. Em Tuấn lúc nãy em cũng muốn ở lại phải không? Nhưng mà thôi mình đi học để lúc nào đến hè hoặc là đến Tết ấy, thì cũng sang đây chơi. Ừ, vì mai kia sợ anh trai này anh bận ấy, không có thời gian để vào đấy đón em đi học ấy. Mà Tết cũng gần đến nơi mình đang chuẩn bị đi thi nữa rồi. Thì mình cũng đi học học để mình thi xong này đến Tết nghỉ thì mình ra đây. Em Nhù nhá. Bây giờ đã kết nghĩa anh em rồi thì thảo tứ hiện tiêu cứ ti lại nhà xanh mà ti thảo tuổi là mà có tiền tuổi thao nên tôi muốn trả trả nhá. Trả chia nào. Thảo chia mà tôi muốn lấy cứ ti này pé được cứ ti này tôi muốn trả nó được cứ ti nữa nhá. Gần tới chỉ muốn niệm một chi đấy mà tôi muốn trả nên đi giờ cứ ti lại. Em Nhù cũng bảo là thôi chắc là chờ em tuổi về anh trai về thế đưa em xuống. Ủa em phải mặc cái quần dài một tí chứ mà đi thế này chân lạnh lắm à. Mùa hôm trên không trên thì không thì đây tà chua à, tức là em bảo là em giặt rồi chút khô thôi nhá. Mình xế mặt ấm một tí, em mặt như thế này sợ lạnh quá mình ốm này na có thể nó tuôn chỉ nan tem chỉ chả nó tôi một chiếc xanh rồi. Giờ anh chế đồ cư này chứ nó so đây mỗi tội là có cái mặt cái quần đồ ấy, cái quần bò đồ nó hơi ngán thì hơi lạnh. Nhưng mà chắc là các em đang ở nhà sửa ấm ấy, thì cái mặt như thế để lúc mình đang nhà có đi làm thì chắc cái mặt còn dài ấy để đi làm. Nhớ à? Để ăn khổ ăn ra chưa? Với đồng yên tân. Cứ sửa ra. À, cho con gà để đi làm giống á? Hay ông mua chỉ uống không đâu? Ủa, chỉ mua đấy thì chỉ mua thế mà chỉ mua. Giờ đấy chỉ mua thì chỉ mua. Ý là sự nếu tôi chỉ mua nếu ông thì sẽ một cái khó gì đó. Ý là nếu tôi chỉ mua vậy chỉ mua ý là cho cái tí về ý tụi tôi thấy tụi. Đấy ạ, cái điều em cái bất ngờ bảo là có cho bị đồ là hóa ra là em Hờ bảo là người Mông mình thường thường cũng đấy cách nghĩa anh em hoặc là sang đi chơi với người thân ấy, người ta hay trông con gà để đi làm giống để nuôi để làm giống ấy. Ý là cho cái tí thì tôi sai cho sau đó nhớ rằng mà muốn tụi nhà cái rồi sửa ấy nè. Mua đó cứ như là dưới là dùng cho cái tí sao là được rồi nhỉ chị vô mua đó mua đó giờ cứ như thế là gan đấy rồi mùng giờ lâu mà tàu người đặt tay ôm nhiều mà thế tàu nó ý là cái tí cái bé là cái tí ý là gì cho những cái tí tàu xịn chi còn đồ xén à ta chị vô tức là hai em đấy bảo cho đấy không phải cho đi thịt mà đi làm giống nhá cô bác ạ. Để lấy đi để làm giống để tới này anh em mình còn sang chơi lâu chơi với nhau để cái tình anh em cách nghĩa nó sẽ lâu dài hơn ạ. Nếu có nhiều cái mà thì chỉ có thằng ấy lò lò theo. Nghĩa muốn là sự gì, nghĩa sự gà sự một giờ sẽ rồi nhân đây tôi chào mà sự mua mà sự là mấy đứa rất xa cháu hả? Nghĩa thì muốn tìm nhiều cái sự rồi xin rất tôi xíu. Nghĩa tôi chạy cho cái tí là tí một xíu mà muốn tìm nhiều cái đấy rất vui xíu hả? Thế mình kính nhở thì ở đây là nên là để mình cái sữa rất xa cháu rất tổ chức vậy tôi khi chẳng tí là bạn để tụi mình cái là xử thế chỉ tí nè được cứ vậy hả, tức là mong bây giờ người ta đã cho rồi mình không nhận thì cũng không được thật, người ta cho cái hai em đúng cho là em có tấm lòng cho để coi như là đi làm giống để nua cái tình cái nghĩa anh em nó sẽ lâu dài hơn. Không phải cho đi để đi thịt để đi bán nhá cô bác ạ, mà hai em sờ em sửa mình không nhận thì kiểu như là cái này là cái tình kết nghĩa anh em, kiểu như hai anh lại không thích sao mình không nhận cái món quà của hai em thì chắc là hai em cũng sẽ xin nhận mà mình nhận đi thì sau này cái hai em lại đến nhà mình lại có gì thì cũng cho đấy phải không? Đúng rồi anh ạ. Cái phần đấy thì nó không thể kiểu như cũng sẽ có rồi cô bác ạ, vì người Mông mình cũng hay có đi có lại mà mình sẽ họ mình đến nhà họ cho mình rồi họ đến nhà mình có gì cũng sẽ cho họ đấy thôi. Thì tình kết nghĩa anh em nó sẽ lâu dài, nó bền lâu hơn. Thôi cho bây giờ cũng tối rồi thì bây giờ cũng rất là cảm ơn nhá cái con gà để cho hai em, tuy hai em cũng đã không có nhưng mà đấy cho em sửa một con gà để đi làm giống thì em cũng cố gắng nhé, vì cũng có hai anh đấy đã cho mình có con gà rồi, mình cũng cố gắng để nuôi con gà nó phát triển mà sau này hai em đến chơi mình có thì mình lại có gì thì cho đấy phải không? Mà tới này bố anh em còn chỉ còn muốn ván em tủa thôi, bố anh nam anh em cũng sẽ kết nghĩa đoàn kết phải không, thành đúng một cái vòng tròn mà mình sẽ người ta bảo là đoàn kết mới là cái sức mạnh mà phải không? Đúng rồi. Nhá cứ cái tí thì vừa tin tí thấy đúng không, cái tí đai tức cái tí đai nhá, các từ là cho tí xem nếu mà nó là khí tế đấy à nè, ôi giời sao đời nhá dòng xe sao đời bây giờ đó bếp lót cứ tí tao lỗ cứ tí sao đời dòng xe nhá ha, nét được cứ nét phải nhớ nét ha, ý mũi về chắc là bây giờ cũng khá muộn rồi thì cũng hai em cũng đã có cái phần quà cho em xử để đi làm giống thì chắc là bây giờ anh em cũng muộn này, em cái tối rồi anh em cũng sẽ đi về nữa thì em cái xin phép là dừng cái video tại đây nhá, xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo ạ.